Sáng ngày 15 tháng 12, tại trường trung học cơ sở thị trấn Lăng Chánh 1 đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang tên Tiếng hát những trái tim không tật nguyền giữa tập thể giáo viên học sinh nhà trường và câu lạc bộ Sức mạnh nhân đạo, Trung tâm nghệ thuật tình thương Hà Nội. Chương trình đã đem lại cho giáo viên và học sinh trong trường nhiều cảm xúc khó tả. Tại buổi giao lưu nghệ thuật, với những lời ca tiếng hát cất lên từ chính những khao khát nghị lực vươn lên vượt qua số phận của những người khuyết tật đã mang đến cho giáo viên và học sinh trong trường nhiều trải nghiệm. Nhiều ca khúc do chính những anh chị khuyết tật trong đoàn sáng tác và thể hiện đã thu hút sự chú ý và cảm phục của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Cùng với phần giao lưu giữa những anh chị và các bạn trong câu lạc bộ Sức mạnh nhân đạo, Trung tâm nghệ thuật tình thương với giáo viên học sinh nhà trường, buổi giao lưu còn đặc biệt nhận được sự quan tâm của các em học sinh qua phần trò chuyện với anh Nguyễn Hữu Ất, chàng sinh viên khiếm thị thi đỗ và tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngay từ khi mới sinh ra, Nguyễn Hữu Ất đã không nhìn thấy gì, gia đình anh lại có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng không vì những khiếm khuyết trên cơ thể, không vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đã vươn lên để trở thành học sinh giỏi trong suốt những năm học phổ thông và thi đỗ vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, khoa quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa đại học, anh nhận được học bổng của trường đại học tại Hàn Quốc. Không những thế, trong buổi giao lưu, anh còn cho mọi người thấy khả năng chơi đàn rất tuyệt vời của mình. Các tiết mục của các thành viên trong đoàn và các tiết mục giao lưu của giáo viên học sinh trong trường đều được anh điểm đàn rất ấn tượng. Buổi giao lưu kết thúc đã để lại trong lòng thầy và trò nhà trường những bài học quý giá về nghị lực vượt qua số phận của những con người khuyết tật. Các anh chị trong đoàn chính là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực, là những trái tim không tật nguyền, để các em học sinh tự suy nghĩ về những gì mình may mắn đang có, để tự ý thức trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, cán bộ giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Lăng Chánh 1 đã tổ chức quyên góp, ủng hộ cho đoàn nhằm góp phần động viên chia sẻ tình cảm của mình với những người khuyết tật để họ có cơ hội học tập và hòa nhập với cộng đồng. Cho lãnh đạo cán bộ giáo viên công nhân viên và đông đảo các em học viên học sinh tuyệt vời cái may mắn của trung tâm học viên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của thầy cô và